Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 2 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi cao hơn. Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ chiều nay đến ngày mai ở khu vực Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Cảnh báo từ đêm nay đến ngày mai trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 1, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có gió nhẹ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét có nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Lưu xuống từ tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 15 đến 18 độ, phía Nam từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng phía Nam từ 27 đến 30 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.